Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Bình Luận Viên Đức Hoàng và tôi đã trở lại. Trên màn hình của các bạn là hiệp 2 giữa hai đội Việt Nam GB gặp Real Tobama. Ở hiệp 1 lần trước thì Real Tobama đang dẫn trước 1-0. Lần này hy vọng những chiến binh quả cảm của chúng ta vẫn sẽ giữ vững phong độ và có thể nâng thêm tỷ số bàn thắng lên 2-0 chẳng hạn. Như các bạn đã thấy, Real Tobama bóng lên tình hình phía tay trái, trang phục quần áo màu sắc màu sọc đỏ và trắng. Nam thì mặc quần áo màu xanh bảo vệ cầu môn bên phía tay phải. Tình huống tranh chấp lộn xộn. Và đường chuyền bóng dài rất tốt về đội bạn. Vâng, Xuân Tuấn đã lùi về kịp che chắn cho thủ môn Duy Hoàng. Phạt góc dành cho Việt Nam GB. Hiệp 1 nên hiệp 2 này Việt Nam GB dâng cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên. Em à, chắc chắn rất tốt. Trung Đức đưa bóng lên, Trường Giang không được. Trường Giang đã có bóng đầu chân. Em à, rất tốt. Trường Giang quá đi người rất tốt. Không được rồi. Chút kinh nghiệm rồi, có lẽ đấy sẽ biến thành một cơ hội rõ rệt dành cho Real Tobama mà. Tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Duy Hoàng phá bóng lên. Trường Giang rất tốt. Văn Dũng chuyền bóng cho Trung Đức. Không được rồi. Ngày hôm nay quả thật theo quan sát của tôi thì Real Tobama tiến bộ lên rất nhiều. Vâng, trọng tài Bin đã phất cờ. Để Bin dành cho Real Tobama. Trường Giang. Vẫn là Trường Giang. Ông vẫn đeo chân của Trường Giang. Rất tốt, Trường Giang bắt tốc. Đã có lỗi kéo người. Không được. Một tình huống rõ rệt như thế, thế nhưng tiếng còi của trọng tài không cất lên. Có lẽ mùa giải lần sau các ông bầu sẽ đầu tư công nghệ VAR vào. Rất tiếc tình huống vừa rồi. Pha qua người những đường chạy bứt tốc của Trường Giang. Giang bắt bóng rất tốt. Xin lỗi, Duy Hoàng. Ngày hôm nay Trường Giang là cái tên mà tôi phải nhắc nhiều đến. Thân hình nó còn nhưng rất sông sáo trong những pha bóng và những đường chuyền khá sắc nét.
Việt Nam GP. Để thắng. Duy Hoàng báo lên. Ngày hôm nay với sự trở lại của Duy Hoàng, hàng thủ của Real Madrid mà khá là yên tâm. Đội bạn phản công. Vâng, thời tiết lạnh kèm theo gió nữa thì khá là buốt. Sở Tuấn. Chuyền bóng cho Văn Dũng. Không được rồi. Đã có lỗi, một quả phạt dành cho Nam GB. Khá phối hợp giữa cầu thủ số 20 và số 8, thế nhưng đã bị Xuân Tuấn bắt bài. Các cầu thủ áo xanh và đánh chặn là của Yase Trung Đức. Trung Đức định mở ra một ý đồ sâu kim và chuyền bóng vào bên trong, thế nhưng bóng đã vào đúng chân cầu thủ bên bạn. Có lỗi và thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu đã cắt lên dành cho cầu thủ Văn Thắng bên phía Real Toma. Một tình huống tôi nghĩ cũng là khá an toàn, nếu không để đội bạn tiến sâu vào hơn thì sẽ có một tình huống nguy hiểm xảy ra. Emma là người thực hiện xuất phát bắn bóng xa, không ăn thua gì đối với thủ môn Duy Hoàng. Ném pin dành cho Việt Nam GV. Thân hình của các cầu thủ bên Việt Nam GB là khá vượt trội so với Real Madrid, mà thế nhưng xét về mặt kỹ thuật và mặt thể lực thì không đội nào ăn thua đội nào. Pha lấy bóng rất tốt của cầu thủ ngoại binh bên Việt Nam GB. Bóng nó trong chân Emma.
chiều cao 1m88, Trung Đức tỏ ra luôn năng nổ trong những pha chắn bóng bổng. Thời gian của trận thi đấu chính thức ngày mai trôi qua và tỷ số vẫn đang là 1-0 nhưng về phía Real thôi mà chỉ phút nữa thôi. Hay không? Lại cùng chờ. Đường dài mới biết ngựa hay. Và có thi đấu thì mới biết là ngựa nào ngựa nào. Và tranh chấp khá lộn xộn. Em à. Rất nhiều vòng vây các cầu thủ Real Madrid mà bọc lót cho nhau. Thế nên sâu vào trong là khá khó đối với các cầu thủ Việt Nam gì về. Thay người bên phía Real Tobama. Và Trung Đức đã được kéo vào sân. Xin lỗi, kéo ra khỏi sân. Và người thay vào sân cho Trung Đức theo quan sát của tôi khá xa nên chưa thể biết được. À, đấy là cầu thủ Lê Thành. Một cầu thủ mang thân hình nhỏ con nhưng rất là sâu sáo. Trung Đức thì đã đảm nhiệm rất tốt vai trò tiền vệ cánh. Có lẽ huấn luyện viên Xuân Hiệp kéo anh vào để giữ sức cho Hiệp sau. Hoàng đã nắm bắt được tình huống, anh đã băng lên bóng. Em à, đang tỏ ra rất chắc chắn. Ném pin dành cho Real Tomama.
Văn Thành đang áp sát. Rất sông sao, mới được tung vào sân nên sức lực dồi dào, tinh thần sung mãn. Chuyền dài dành cho em à. Đá bóng ra vào sân rồi. Không xin nhê gì đối với các hậu vệ Real Madrid. Nguồn Di Hòa phá bóng lên. Lê Thành tốc độ Lê Thành. Bóng Trường Giang. Vẫn là Trường Giang. Có người rất tốt. Sút vào Trường Giang. Và đảo bóng về chân thuận và đưa bóng vào. Rất đẹp. Có lẽ đại bàng ngày hôm nay gặp gió nên cao bay. Ấy rồi. Bóng nó cho chân cầu thủ đối bạn. Pha bay người cản vã là của thủ môn Di Hoàng. Hoàn hồ Di Hoàng. Pha bay người rất là đẹp. Dường như những cú sút như vậy chỉ làm nền cho đường bay của Di Hoàng. Phút thứ 19 rồi. 1 phút nữa thôi. Còn thời gian
đàn không quân nhiều. Pin rồi. Một phút nữa thôi. Ném bóng cho Micho nhưng lại thêm một đường ném biên. Micho. Văn Thành. Trường Giang. Đã có tiếng còi. Thêm một quả sút phạt dành cho Việt Nam GB. Vâng, thời gian chỉ còn tính bằng giây nữa thôi. Phút cuối rất cay cấn. Đội bạn đang dâng cao toàn thể đội hình lên. Và đánh chặn rất tốt của Văn Dũng. Biên đã vất cờ việt vị. Trường Giang và bật bóng rất tốt của Trường Giang. Thân hình không thể nói lên được tất cả. Đây là một minh chứng. Cho Real Tomama ba. Qua người rất tốt. Văn Dũng. Không được rồi. Phá đánh chặn của Lê Thắng. Văn Thành. Không được rồi. Ý đồ qua người của Văn Thành đã bị bắt bài. Em mà phản công. Em mà phản công. Rất nhiều những ý kiến tranh cãi xảy ra. Thế nhưng chúng ta nên quyết định của, tôn trọng quyết định của trọng tài. Tình huống tranh cãi vào những phút cuối cùng. Thời gian đã trôi quá 2 phút rồi. Sau khi hội ý thì tài chính đã chỉ tay vào trong phạt đền. Đây quả là một quyết định khá là nhạy bén và khó hiểu đối với các cầu thủ Real Madrid mà. Tôi cũng không hiểu điều gì đã xảy ra nữa. Thank you.
Quá giờ rồi mà. Ôm đi lại nhìn mới quay này. Vào đi nữa bạn. Vâng, tỷ số là 2 đều. Xong rồi, thích quay đúng không? Cái gì nữa? Không hiểu điều gì nó xảy ra nữa. Phút thứ 25 rồi. Quá giờ rồi. Xem lại nhá.